Hello, xin chào tất cả các bác. Hiện tại tôi đang ở dự án Cosmo City, thì căn hộ này nó là có sổ đỏ sổ hồng rồi và hoàn thiện cơ bản là tòa nhà đã xây xong hết rồi nhá. Đã đi vào quản lý, đã có người ở rồi và đã nằm lên kê quân bài luôn. Thì tôi đã giới thiệu rất rõ cho các bác rồi. Thì hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu các bác một lúc ở hai cái căn luôn và đều là hai phòng ngủ cả. Và từ 72 đến 75 mét vuông và vị trí phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Ok, chúng ta có thể đi vào nhé. Đi vào cái căn nào đây? Các bác thích căn nào chưa? Chắc có lẽ là đi căn bên này trước đi ha. Ok. Đây là căn 75 mét vuông nha các bác. Thì đây là cái gói hoàn thiện cơ bản của chủ đầu tư. Thì nếu mà căn này thì chúng ta mua về thì thường là nhà thô nhá, không có cái gì cả, có nghĩa là tường cũng là tường trát bê tông luôn. Nhưng mà về cơ bản thì bây giờ là gói này là gói hoàn thiện thì người ta sơn sửa lên cho mình rồi và tặng mình một số vật phẩm. Thì đây chính là cái khu vực sinh hoạt chung này, nhưng mà nếu mà căn căn chúng ta ở tầng này thì sẽ được sử dụng cái này luôn, coi như nhà của chúng ta luôn, rất là đà đúng không? Đấy, đây chính là cái phòng khách. Đấy thì tôi cũng không nói nhiều cho các bác nhé, chúng ta sẽ đi nhanh thôi. Vì rồi đây là chính là cái bếp, thì bếp nó nằm ở phía giữa. Thì về bố cục thì rất là hay, bố cục của cái căn này cũng rất là hay đó, và có hai phòng ngủ ở hai bên rất là tuyệt vời. Đấy thì khi hoàn thiện cơ bản đấy thì sẽ được tặng hết tất cả những cái thứ này các bác, từ đồ đạc, bếp núc, tủ, rồi là người ta tặng hết như thế này. Chúng ta thì hiện tại đang rất là khá là tối cho nên tôi sẽ đi nhanh và để qua bên kia cho các bác. Thì đây là cái lô gia của chúng ta, cái chỗ mà chúng ta phơi quần áo ấy, thì chủ đầu tư cũng là tặng cho chúng ta diện tích này luôn, có nghĩa là không tính vào trong cái giá nhà của chúng ta nha các bác. Wow, đây hoàn thiện cái này của chúng ta này. Chỗ này người ta trồng cây như thế này rất là hay, chúng ta có thể trồng cây theo ý của mình ở đây cũng được. Wow, ở vị trí này quá đẹp. Wow. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đi vào xem nhà nhà. Rồi, phòng ngủ thì nó cũng như thế này thôi. Thì ở đây thì phòng ngủ là vì nó nằm ở cái tầng này nên là chúng ta bị dính mấy cái này cho nên hơi mất ấy một tí. Rồi, đi qua bên này đi. Thì cái căn này thì các bác biết rồi, đây nằm ở Phú Mỹ Hưng, nằm liền kề với Phú Mỹ Hưng cho nên là phải nói rằng là nó quá tuyệt vời. Rồi phía bên dưới là Big C này nữa thì quá hay. Gần như mọi thứ nó hoàn hảo luôn, kết nối tuyệt vời luôn, trường học, bệnh viện sát một bên luôn, nó kế một bên là cách chỉ có vài gang tay thôi. Đây là nhà vệ sinh rồi đó, cái này ngủ tối quá cho nên là không không quay được, để qua căn bên kia nha các bác. Đấy thì đều là tặng như thế này cho chúng ta luôn. Ok, cái này là quan sát bằng camera này, gọi điện bằng camera này, rồi kiểm soát an ninh này. Ok, hiện tại là giá của những cái căn này thì diện tích thô với diện tích thì hoàn thiện là như thế nào Vin? À, 2,4 triệu đấy, còn nếu hoàn thiện như thế này, nếu mà hoàn thiện như thế này mình lấy hai phòng ngủ hai toilet thì là mình lấy 3,9 triệu một mét vuông. Ba triệu chín là nâng lên đúng không? 3,9 triệu một mét vuông nhân cho diện tích. À ok, có nghĩa là từ cái số tiền 2,4 triệu đấy cộng thêm 3,9 triệu một mét vuông nữa. Đúng rồi. Ok, rồi đây chính là cái phòng ấy của chúng ta. Thì nếu mà các bác vào cái căn này của chúng ta ấy, thì cái căn này nó nằm ở cái vị trí rất là hay, vì nó nằm ở tầng 3 đó, cho nên là sẽ có những cái ban công sân gôn ở đây này, giống kiểu này như sân gôn luôn đó. Đường Nguyễn thì tập bên kia rồi thì chỉ có tầng 3 mới có thôi, trên những cái căn ở cái diện tích ở bên trên thì không có nhá. Rồi giá thì rất là mềm, một quần vải rồi mà giá rất là mềm. Đây cũng là phần phòng bếp của căn này này đó, đều tặng hết nha các bác. Rồi đây chính là cái nhà, thì cái căn này thì có vẻ nó kín đáo hơn căn bên kia, nhưng mà căn bên kia thì lại cảm thấy nó mát mẻ hơn vì căn bên này nắng mặt trời ấy. Đó. Wow. Tuyệt vời. Cái này ngoài này tặng luôn các bác nha, chắc là tôi hỏi ra đi. Wow, quá đạt. Có sổ đỏ, có sổ hồng, hoàn thiện hết tất cả rồi. Wow, mát rượi luôn. Wow, cái này giống như không gian này của chúng ta vậy, nhưng mà chỗ này giống như chỗ hứng rác các bác ạ. Nhiều lúc người ta wow, quá đại, sướng quá. Có nhiều cái lợi thế cùng nhưng cũng có nhiều vấn đề ở đây. Đấy thì nếu mà bác nào mà muốn mua ở đầu tư gì đấy thì mua cái này. Đây là nhà vệ sinh này. Ok, thì khi hoàn thiện cơ bản thì tặng cái này luôn. Thì cái này là do người ta đã đầu tư hết tất cả rồi, hoàn thiện hết tất cả rồi, và chưa bây giờ chúng ta chỉ cần dọn vào ở thôi.
Còn nếu mà bình thường thì chúng ta phải mua nhà thô nhé. Sướng thật đấy. Ồ, phòng này hơi nhỏ các bạn ạ. Diện tích này hơi nhỏ tí này. Nhưng mà mình về thì xa này có ý này chứ không có ép được hay không? Có nghĩa là do cái căn này nó làm bằng cái bê tông là bằng cái khối đúng không? Cho nên người ta thật cái căn này là do là chủ đầu tư design mỏng cho nên hàng tham khảo thôi. Nhưng mà thật ra là khi khách hàng về là tất cả là đều design theo ý khách hàng hết. Ok, có nghĩa là bây giờ chúng ta mua về có thể làm theo ý của mình. Đó, thì căn này thì rất là đẹp rồi, thì các bác muốn xem thông tin hơn thì các bác xem ở bên dưới có những cái video tôi nói rõ hơn cho các bác nhé. Ok, cảm ơn tất cả các bác nhé. Và nếu mà bác nào mà thấy thích muốn mua ở đầu tư gì thì có thể mua căn hộ này hoặc là liên hệ với Invin để có thể được hỗ trợ xem nhà màu.